Bệnh nhân họa. Mấy lúc gần đây, tình hình địa lý trên toàn thế giới cực kỳ biến đổi. Nơi thì mưa gió gây nên lụt lội, nước lũ ngập tràn, xóa sạch ruộng vườn, nhà cửa của cả một vùng to lớn. Có nơi thì ngược lại, hạn hán kéo dài, đất khô cằn, nứt nẻ, hoa màu không trồng trọt được, thu hoạch không có, dân chúng rơi vào tình trạng mất mùa, đói kém. Dông bão triền miên, rực sập, tàn phá nhiều công trình kiến trúc, nhà cửa, một vài nơi có núi lửa phun lên. Bên cạnh đó, hàng trăm ngàn, cũng có thể là lên đến cả triệu mẫu rừng bị bốc cháy, lây lan đến khu dân cư. Thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể xiết. Tất cả những điều bất thường này có liên quan gì đến tâm chúng sanh hay không? Hay đó chỉ là một sự thay đổi bình thường thuộc về địa lý? Hai chữ biến động bao gồm rất nhiều sự việc xảy ra. Những việc gì có tính cách trái với bình thường đều được gọi là biến động cả. Như là chết chóc nhiều, đẫm máu nhiều, đập lộn nhau nhiều, gây gổ nhau nhiều, giao tranh nhau nhiều, núi lửa phun nhiều, lụt lội nhiều, mưa bão nhiều, động đất nhiều, núi sụp lở nhiều. Tất cả những gì trái với bình thường, không đem lại sự phẳng lặng thì đều gọi đó là biến động. Chúng sanh thường chỉ quan tâm đến biến động là khi nào nó xảy ra trong vùng, trong môi trường sống của chúng sanh đó, chỉ khi nào nó đụng chạm đến sanh mạng của chúng sanh đó, còn nếu đụng chạm đến sanh mạng của kẻ khác, đụng chạm đến sự bình an của kẻ khác thì biến động sẽ không được quan tâm đến một cách tích cực. Chúng sanh đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp, đến rồi đi, đi rồi lại đến. Mỗi lần hiện diện ở cõi ta bà là để trả nghiệp cũ và đồng thời cũng tạo thêm nhiều nghiệp mới. Nghiệp cũ trả chưa hết, trồng thêm nghiệp mới vừa tạo, kiếp người không phải một mà là vô thủy kiếp. Như vậy đủ hiểu rằng, có vô số vòng nghiệp lực cuốn chặt lấy thân xác của mỗi chúng sanh. Nếu chúng sanh có tầm nhìn không giới hạn, sẽ dễ dàng nhận ra được cái thân người cứng ngắt của mình với vô số vòng nghiệp lực cuốn chung quanh. Vì chúng sanh không nhận thức được cái tánh chất xác ướp cứng ngắt đó, cứ tưởng rằng mình đang mang một hình hài mỹ miều, uyển chuyển, cho nên đã lụy vào cái thân xác đó rất nhiều. Và cái ngã của chúng sanh lên cao cũng chỉ vì cái thân xác đó. Tiếc rằng, chúng sanh không nhìn thấy được bản chất của mình, cho nên vẫn còn hãnh diện với cái thân xác người của mình. Tất cả những việc không hay xảy tới cho một vùng nào, cho một xã hội nào, cho một quốc gia nào cũng đều là chiêu cảm từ ở tâm của chúng sanh. Nhiều chúng sanh cùng mang tâm quái ác, tụ họp nhau lại ở một nơi và cùng một lúc chiêu cảm lấy tất cả những điều không hay xảy tới cho mình. Và vì đó là một số đông, cho nên ảnh hưởng trên toàn thể một vùng đất nào đó, bất kể kẻ tốt người xấu, đều bị vạ lây. Cho nên, nếu trong một vùng đất có nhiều kẻ tạo những điều không hay, không tốt, nhưng bên cạnh đó cũng có những kẻ biết chăm lo tu tập, biết làm những điều tốt đẹp thì sẽ có sự chan hòa. Điều này có nghĩa là, nếu số người phước đức, số người biết chăm lo tu tập, luôn hành thiện chiếm đa số, thì biến động sẽ không xảy ra. Hoặc nếu số người này tuy có nhưng không quá nhiều, không đủ để ngăn một biến động lớn xảy tới, nhưng cũng có thể làm giảm đi phần nào sức tàn phá của biến động trên vùng đất đó, tức là tạo nên một phước lành cho vùng mình cư trú. Nếu số người phước đức, số người biết tu tập quá ít ỏi so với số quá đông những người xấu ác, thì sẽ có một sự không cân bằng giữa thiện và ác, cán cân bên ác sẽ nổi bật lên và phá tác. Việc chiêu cảm lấy biến động là điều đương nhiên. Biến động xảy ra trên toàn thế giới nói lên điều gì? Nói lên rằng, quả đã chín mùi khắp mọi nơi rồi. Những nghiệp không lành không phải mới tạo nên đây, mà đã tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp và tích tụ cho đến ngày nay, càng lúc càng chất chồng thêm đến nỗi phải liên tục bùng lên. Tâm của chúng sanh có thể chuyển dông bão thành gió thuận mưa hòa, tâm của chúng sanh cũng vẫn có thể làm cho đại dương nổi sóng. Vì sao? Chúng sanh giao cảm với chư Phật và Bồ Tát qua cái gì? Qua cái tâm thức. Nhưng, nếu tâm thức không có tư bi hỷ xả thì cái tâm thức đó sẽ được quấn chung quanh, thay vì là một hào quang rực sáng của tư bi hỷ xả, thì bây giờ lại là những luồng khí đen ngòm từ ở những vòng tròn nghiệp lực lớn, nhỏ và cái luồng khí đen ngòm đó thoát ra ngoài. Cứ mỗi một chúng sanh để thoát ra ngoài một luồng khí đen ngòm, nhiều luồng khí đen ngòm họp lại đủ sức để tạo nên biến động. Ngọn gió mạnh còn đằng xa chưa có tiến đến, nhưng những cuộn khí đen ngòm ùa ra bao bọc ngọn gió và nương theo đà của gió thổi mà những cuộn khí đen ngòm này ập trở lại vào trong bờ, làm lan tỏa tất cả những tính chất xấu xa từ ở những tánh xấu, những thói hư của chúng sanh. Những tính chất xấu xa này không khác gì những mũi dao nhọn, bay vèo trong không khí, trong môi trường đang gặp biến động, mặc sức vẫy vùng, tàn phá bất cứ vật gì cản trở tầm bay của nó. Như vậy, có phải là do chúng sanh chiêu cảm, kêu gọi dông bão đó vào hay không? Dông bão này một phần là từ ở thời tiết, tuy nhiên, nó còn ở tận nơi xa, chưa đến, nhưng, những luồng khí đen ngòm này lại kéo cái luồng dông bão đó tiến vào bờ một cách rất là nhanh chóng. Cho nên, biến động lúc nào cũng là một sự phối hợp giữa cái hữu hình và cái vô hình.
Cái hữu hình chính là những gì mà chúng sanh thấy được, tức là sự tàn phá, sự hủy hoại của biến động. Còn cái vô hình là những gì mà chúng sanh không thấy được. Cái mà chúng sanh không thấy được chính là những luồng khí đen ngòm xuất ra từ tâm thức của mỗi chúng sanh. Cho nên, chúng sanh bắt buộc phải sửa tánh, vì chính những tánh xấu mới làm cho tâm chao động và chiêu cảm lấy cái biến động. Một khi tâm của chúng sanh đầy những ý tưởng giết chóc, máu me, đâm chém, giành giựt, thì những tư tưởng đó khi xuất ra khỏi tâm thức sẽ trở thành ra là những luồng khí đen ngòm và gom hết tất cả sắc máu để biến thành ra chiến tranh hoặc lớn hoặc nhỏ, tùy theo có nhiều hay ít người chiêu cảm nó. Trong một vùng, có người có tâm lành, có người có tâm xấu ác. Người có tâm lành thì phóng ra hào quang sáng rực, người có tâm xấu ác sẽ phóng ra những luồng khí đen ngòm. Nếu những hào quang sáng rực đủ nhiều để có thể át được những luồng khí đen ngòm hay làm cho nó dịu bớt đi, thì như vậy biến động sẽ không xảy ra. Trường hợp cán cân bị nghiêng lệch khá nhiều về phía những luồng khí đen ngòm, nhưng hào quang sáng rực không đủ để ngăn chặn, như vậy sẽ rất khó lòng kềm hãm được sự bùng phát của biến động. Nếu biến động xảy ra trong một vùng có nhiều người có tâm lành thì hoặc biến động đến rồi tan, hoặc biến động đến nhưng giảm bớt cường độ, tùy theo cái sức ngăn chặn của những hào quang phóng ra từ ở tâm thức của những người có tâm lành. Cho nên, sự hiện hữu của một biến động vẫn là có, nhưng có thể xảy ra được hay không, nhanh hay chậm, độ phá tác ra làm sao, nhiều hay ít, tất cả còn tùy thuộc ở tâm của chúng sanh trong vùng đó. Những trận hỏa hoạn do cháy rừng, cháy hàng chục ngàn, hay trăm ngàn, thậm chí lên đến cả triệu mẫu rừng thường có dính líu rất nhiều đến tâm chúng sanh. Những luồng khí đen xuất phát từ một sự tham lam dẫn đến sự sân hận, được sự hỗ trợ của thất tình hỷ, nộ, ái, ai, bi, dục lạc, sẽ trở thành chất dẫn đưa đến những trận hỏa hoạn kéo dài, gây rất nhiều phiền phức trong vấn đề chữa cháy. Dịch bệnh xảy ra cũng là một loại biến động. Chúng sanh chỉ quan tâm đến sự hiện diện, sự phá tác, tầm ảnh hưởng của dịch bệnh đến sức khỏe, đến đời sống của chúng sanh. Chúng sanh quên rằng, đã là một biến động thì dịch bệnh cũng xuất phát từ ở tâm chúng sanh. Chúng sanh không bao giờ kiểm điểm lại tâm ý tánh của mình, lúc nào cũng cho rằng mình làm đúng, làm hay, chỉ có người khác sai chớ mình không sai. Tự ái không bao giờ để cho chúng sanh tự hạ mình xuống, do đó những sai lầm cứ liên tục gây tạo, nghiệp lực cứ tuần tự quấn chặt lấy chúng sanh, những luồng khí đen cứ kết thành dày đặc, cả một môi trường rộng lớn bao phủ toàn khí đen từ ở tâm chúng sanh, và mầm bệnh nương theo những luồng khí đen dày đặc đó để tấn công vào thân xác của chúng sanh. Đương nhiên người có tâm lành, có vòng hào quang bao che thì có cơ may thoát được dịch bệnh. Người có tâm không hiền, đã phát ra luồng khí đen rồi thì chính luồng khí đen đó thu hút mầm bệnh tới. Dịch bệnh là một biến động, là một sự việc xảy ra, là một điều không bình thường. Dịch bệnh cũng giống như lũ lụt, giông bão, sóng thần, chiến tranh, tức là nó nương vào tâm chúng sanh. Từ ở tâm của những chúng sanh không hiền, đã từng gây tạo quá nhiều nghiệp chướng của quá khứ, nghiệp chướng của hiện tại, và những chúng sanh này chưa từng biết ăn năn, hối lỗi và cũng chưa từng có cơ hội kiểm điểm lại những thói hư tật xấu của mình để sửa đổi, để mài giũa lại. Do đó, biến động phát tán được sức công phá là nhờ vào tâm chúng sanh, như vậy thì muốn đẩy lùi biến động, cũng phải nhờ vào tâm chúng sanh. Những biến động xảy ra, trước tiên đó là một sự thay đổi bất bình thường về địa lý, nhưng sự phá tác một cách mạnh mẽ của biến động lại là do sự chiêu cảm của tâm chúng sanh không hiền và quái dị. Lời cuối cùng muốn nhắn nhủ với chúng sanh là nên cố gắng sửa đổi bản thân mình, dáng trau dồi tâm ý tánh, năng hành thiện với sự xúc động chân thành chớ không vì thị hiếu. Như vậy mới đảm bảo được sự trọn vẹn của phước báu mà mình thu nhặt được. Bất cứ một hành động nhỏ nhặt nào giúp được cho tâm mình ngời sáng, tánh mình được cải thiện, ý mình trở nên trong sáng hơn, đều là một đóng góp quan trọng trong việc tạo nên cái vòng hào quang bao bọc chung quanh mình. Từng cá nhân, cùng chung tay góp sức thì lo gì không tạo được một vùng hào quang dày đặc để đẩy lùi tất cả mọi biến động đang ngập tràn vào cõi ta bà như thác lũ. Nguồn sưu tầm. Ha ha ha,